Vâng, Thanh Quyền xin kính chào tất cả quý vị, các chú anh chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Buổi chiều ngày hôm nay thì Thanh Quyền tiếp tục cập nhật gửi đến cho tất cả của chú anh chị một số cái thông tin liên quan đến sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng, cũng như bên cạnh thì cái phát ngôn mới nhất của anh chàng Trấn Thành lại một lần nữa khiến cho cộng đồng mạng không khỏi phẫn nộ và ném đá liên quan đến sau cái cụm từ hào quang rực rỡ. Thì mới đây tiếp tục lại có một phát ngôn mới khiến cho cộng đồng mạng loan truyền và cảm thấy phẫn nộ với những cái phát ngôn này. Thì trước tiên cái thông tin liên quan đến sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng, chúng ta được biết vào buổi tối ngày hôm qua thì trên báo Tuổi Trẻ cũng có đăng bài và chỉ đăng khoảng hơn 30 phút thì đã xóa bài đăng. Ngày hôm nay thì Thanh Quyền thấy rằng một số các cơ quan báo chí cũng đã đăng tải, nhưng với cái nội dung thì nó có đôi chút khác hơn với cái nội dung ngày hôm qua mà báo Tuổi Trẻ đã đăng, thưa quý vị. Cụ thể thì trên báo Kênh 14 với cái tiêu đề "Con trai bà Nguyễn Phương Hằng gửi khiếu nại nóng đến Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh". Ngày 21 tháng 4 thì một nguồn tin cho biết ông Nguyễn Quang Tuấn, sinh năm 1990, con trai bà Nguyễn Phương Hằng, CEO công ty cổ phần Đại Nam, đã gửi đơn đến Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khiếu nại việc ông không được thăm nuôi khi mẹ ông đang bị tạm giam ở trại tạm giam T30. Trong đơn thì ông Tấn thắc mắc, cho dù ông không được gặp mẹ theo lịch thăm nuôi, nhưng ông Huỳnh Uy Dũng được thăm bà Nguyễn Phương Hằng. Sau khi công an Thành phố Hồ Chí Minh kết luận điều tra bổ sung vụ án lần 2 và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thì viện kiểm sát viên đã phát hành văn bản ngăn chặn lần thứ nhất gửi đến trại giam T30, thông báo trại giam chỉ giải quyết cho bị can Nguyễn Phương Hằng gặp mặt khi có giám sát của kiểm sát viên. Do vậy, tôi không được gặp mẹ tôi theo lịch hẹn trên sổ hẹn gặp mặt. Tuy nhiên, một kiểm sát viên đã đích thân đến trại giam T30 để giải quyết cho một mình ông Huỳnh Uy Dũng vào gặp mặt bị can Hằng vào ngày 20 tháng 1 là 29 Tết, ông Tuấn trình bày. Con trai bà Phương Hằng cho biết thêm, đây là sai ngày hẹn ấn định trong sổ thăm gặp và cũng là ngày nghỉ Tết của cả nước. Cũng không cho ai khác vào thăm gặp mẹ tôi, kể cả luật sư cũng không được gặp mẹ tôi. Việc giải quyết riêng cho ông Huỳnh Uy Dũng sai ngày ấn định trên sổ dẫn đến thiệt hại quyền và lợi ích hợp pháp của anh em tôi, bị mất quyền lợi được gặp mẹ vì mỗi lần gia hạn thì chỉ được gặp thân nhân có một lần. Theo lịch thăm nuôi gặp mặt được trại giam T30 ấn định trên sổ thăm nuôi thì ngày 13 tháng 4 là lịch bà Nguyễn Phương Hằng gặp mặt thân nhân theo chế độ. Tôi đã làm đơn xin gặp mặt mẹ tôi nhưng không được giải quyết. Tôi đến trại giam thì được trả lời không có tham gia giám sát nên không giải quyết cho tôi và các em gặp mẹ là trái quy định pháp luật. Mẹ tôi bị tạm giam, không thể giám sát, quản lý tài sản, trong người mang rất nhiều bệnh và hơn một năm không được gặp các con. Tôi đã hai lần bị mất quyền lợi gặp mẹ và mẹ cũng bị ngăn cản gặp con mình, trong đơn khiếu nại viết. Ngoài đơn khiếu nại thì ông Tuấn còn gửi kèm nhiều tài liệu khác để tố cáo một số những vấn đề liên quan. Nhưng chúng ta không biết đó là những vấn đề gì, thưa quý vị. Theo thủ tục thăm người bị tạm giam thì theo khoản 2 điều 22 Luật thi hành tạm giữ tạm giam năm 2015, khoản 2 điều 4 thông tư 34/2017 TT-BCA quy định thủ tục xin gặp người bị tạm giữ tạm giam như sau. Nhân thân đến thăm gặp phải xuất trình một trong các loại giấy tờ tùy thân như sau: giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân, giấy xác nhận là cán bộ chiến sĩ công nhân viên thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, người dưới 14 tuổi phải có giấy khai sinh, giấy tờ xác nhận về quan hệ với người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Theo khoản 1 điều 22 Luật thi hành tạm giữ tạm giam 2015, khoản 3, khoản 4, khoản 5, thông tư 34/2017 TT-BCA quy định thời gian thăm người bị tạm giữ tạm giam cụ thể. Người bị tạm giữ hoặc được gặp thân nhân một lần trong thời gian tạm giữ, kể cả ngày nghỉ, mỗi lần gặp không quá một giờ. Người bị tạm giam được gặp thân nhân một lần trong một tháng, thời gian gặp trong giờ làm việc,
mỗi lần gặp không quá 1 giờ. Trường hợp người bị tạm giữ chuyển sang bị tạm giam, hoặc người bị tạm giam mà thời hạn tạm giam không đủ 1 tháng, trong tháng đó thì vẫn được giải quyết gặp thân nhân 1 lần. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được gặp không quá 3 thân nhân trong mỗi lần gặp. Các trường hợp khác do thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định. Ngôn ngữ sử dụng trong thăm gặp là tiếng Việt. Trường hợp là người dân tộc ít người hoặc người nước ngoài không biết tiếng Việt thì phải có phiên dịch hoặc cán bộ biết tiếng dân tộc hoặc tiếng nước đó tham gia. Đó là cái thông tin từ phía luật sư Lưu Tấn Anh Toàn, giám đốc công ty luật Lưu Vũ, liên quan đến cái sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng ngày hôm nay. Thì đối với cái nguồn thông tin này thì Thanh Nguyên cũng chỉ xin phép cập nhật gửi đến cho tất cả cô chú anh chị chúng ta tiện theo dõi những cái thông tin liên quan đến sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng. Thì cũng không muốn bình luận gì thêm với những cái thông tin này, thưa cô chú anh chị. Tiếp tục với cái câu chuyện liên quan đến anh Trấn Thành với những cái phát ngôn mới nhất của mình. Thì mới đây lan truyền phát ngôn của Trấn Thành sau cái ồn ào hào quang rực rỡ, cộng đồng mạng chỉ biết ngán ngẩm thở dài. Trấn Thành tiếp tục có phát ngôn sau ồn ào hào quang rực rỡ, khiến dân tình không khỏi phẫn nộ và ném đá thêm một lần nữa, thưa quý vị. Mới đây trên một số diễn đàn mạng xã hội dậy sóng khi lan truyền phát ngôn của Trấn Thành. Theo đó, nam danh hài bày tỏ cái nỗi lòng của mình, mong được khán giả nhìn nhận một cách công tâm về những nỗ lực đóng góp của mình cho ngành giải trí qua các phim đoạt doanh thu khủng. Cụ thể thì Trấn Thành phát ngôn: tôi biết có rất nhiều người ghét tôi, nhưng hãy nhìn lại những gì mà tôi đã làm cho ngành giải trí nước nhà. Nếu không có tôi thì sẽ không có Bố Già, không có Nhà Bà Nữ. Hãy suy nghĩ thật công tâm, ông xã Harry Won bộc bạch. Ngay lập tức thì phát ngôn của Trấn Thành lại nhận rất nhiều sự tranh cãi khác nhau. Nam nghệ sĩ thổi bùng lên ngọn lửa tức giận từ dư luận. Đa phần cho rằng anh đang kể lể than thở, nhưng lại quên rằng hai bộ phim của anh đạt doanh thu khủng vài trăm tỷ, thì con số lợi nhuận cũng đổ về túi của anh mà thôi. Một số khác nóng mặt hơn vì cho rằng nam danh hài vô ơn và không hề biết nhận sai, sao bởi hai phim của anh thành công là do khán giả bỏ tiền túi mua vé để ủng hộ anh. Cụ thể thì một số những cái comment như sau: không có thì thôi chứ sao, còn nhiều phim hay khác mà, kể cũng lạ nghe. Không ăn cơ mới chết chứ không coi phim cũng có chết đâu, ảo tưởng. Ủa gì vậy, không có phim này thì mình coi phim khác. Người lì như tao thì vẫn cảm thấy lì lợm, không coi thì chắc không sống nổi hay gì. Ừ thì có, nhưng có như không mà thôi, có như không vậy thôi ối. Ủa vậy là sai khiến khán giả yêu, khán giả suy nghĩ lại đó hả? Thì mình coi phim khác, mà hai phim đó tôi cũng không có coi. Anh suy nghĩ thật kỹ, nếu không có khán giả thì những gì anh làm sẽ đạt được cái gì? Tự làm tự xem hay như thế nào? Phải chi anh nói sớm hơn thì đâu có ai thèm ra rạp để mà xem. Trước đó chúng ta được biết là Trấn Thành từng gây tranh cãi khi có phát ngôn tại buổi họp báo ra mắt phim của Đàm Vĩnh Hưng. Nam nghệ sĩ cho biết đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ. Nếu như ai cảm thấy thích tiền, thích hào quang rực rỡ thì hãy thử lên đây để mà chạm vào nó. Hãy nếm 4 chữ hào quang rực rỡ đi để biết nó là cái gì. Hiện tại với những cái phát ngôn trên thì cư dân mạng vẫn đang tiếp tục tỏ cái sự phẫn nộ và ném đá vào những cái phát ngôn này của anh chàng MC Trấn Thành. Bên cạnh thì cái sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng thì thưa cô chú anh chị, như cái thông tin đã đưa thì hiện tại rất là nhiều các cơ quan báo chí cũng đã đăng tải, đặc biệt sau khi báo Tuổi Trẻ rỡ bài thì với cái thông tin này của một số các cơ quan báo chí thì Thanh Nguyên thấy rằng có một cái phần nó khác hơn, đó chính là không có cái vấn đề mà con trai của bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Huỳnh Uy Dũng như thế này như thế kia, như là báo Tuổi Trẻ ngày hôm qua đã đăng tải. Chắc có lẽ đây cũng chính là cái lý do khiến cho báo Tuổi Trẻ buộc phải gỡ bài, thưa cô chú anh chị. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có cái thông tin là ngoài cái sự việc đơn khiếu nại này thì ông Nguyễn Quang Tấn, con trai của bà Nguyễn Phương Hằng, cũng nộp kèm theo một số những cái dữ liệu, đơn thư tố cáo nữa. Nhưng mà chúng ta không biết được đó là những cái nội dung gì, thưa quý vị.
Thì đó là một số cái thông tin mà buổi chiều ngày hôm nay Thanh Nguyên xin được cập nhật gửi đến cho tất cả quý vị xung quanh những cái vấn đề, những câu chuyện drama mà quý vị khán giả quan tâm. Xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị chúng ta, tất cả quý vị khán giả trong những thông tin, những video mới tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến tất cả cô chú anh chị hai sản phẩm là một trong những đặc sản của vùng quê hương Bạc Liêu cũng như là Cà Mau. Trước tiên đó chính là trà bông tôm 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên chứ không phải là tôm nuôi nha cô chú anh chị. Thì chúng ta được biết là trà bông đó thì chúng ta ăn cùng kèm với xôi nè, với cháo trắng nè, hoặc là với cơm thì cực kỳ ngon. Thì bảo đảm cho cô chú anh chị đây là 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên. Và một keo em đang cầm trên tay đó thưa quý vị là nửa ký. Nửa ký là 800.000, một ký là 1.600.000 nha. Còn đây là một trong những cái sản phẩm mà em đã bán được rất nhiều, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên, được lấy từ rừng tràm U Minh Cà Mau nha quý vị. Một chai em đang cầm là nửa lít. Nửa lít là 750.000, một lít là 1.500.000, miễn phí ship toàn quốc cho tất cả quý vị khán giả. Thì những sản phẩm bên em á, kèm hai sản phẩm này thì hoàn toàn là miễn phí ship toàn quốc. Còn quý vị khán giả, cô chú anh chị nào ở bên phía nước ngoài thì cái phần phí ship thì quý vị khán giả khi mà mua đó thì sẽ phải chịu nếu như quý vị ở nước ngoài. Rất mong cô chú anh chị đó hãy ủng hộ cho những cái sản phẩm của bên em, mật ong rừng nguyên chất cũng như là trà bông tôm. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.